Xin chào mọi người đã quay trở lại với cả PC của Legacy. Vừa rồi chúng ta được xem một đoạn trailer rất là hấp dẫn đúng không nào? Đó chính là cái tựa game hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn. Game nó có tên đó là Total Warhammer 2 ở đây. Như các bạn có thể thấy, đây là cái series phiên bản mới nhất của dòng game Total War. Dòng game chiến thuật rất là đình đám trên thế giới. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn download và crack cái tựa game này nhé. Đầu tiên, các bạn hãy nhìn xuống phần mô tả bên dưới video của mình. Mình có để link download của cái game này. Đây. Nó bao gồm đó là một file crack và một file game. Vì mình đang gặp vấn đề về ổ cứng cho nên là cái file game sau khi mình giải nén ra thì mình bắt buộc phải xóa đi để mình có thể cài được cái Total Warhammer ra. Thì file game đơn giản nó nặng khoảng tầm 26GB. Còn file crack thì rất là nhẹ. Rất nhẹ luôn, có 200KB thôi. Thế nào? Sau khi download về thì các bạn đầu tiên hãy giải nén nó ra, sau đó thì các bạn hãy vào cái file game nhá. Ở đây chúng ta sẽ chạy cái file setup này lên này, thế nào? Mình sẽ trước đó mình sẽ xóa cái Total Warhammer của mình đã nhá. Rồi, xem nào. Open Warhammer. Đây rồi, xóa đi. Yes. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt game nhá. Đầu tiên, mình sẽ vào cái file game trước này. Ở đây mình sẽ chạy cái file setup, được chưa nào? Open. Khá là đơn giản thôi. Stepbank chính là nhóm đã crack cái tựa game này. Thì bây giờ sau khi đã mở lên mình sẽ ấn next ở đây nhá. Rồi đây mình sẽ ấn vào browser và mình chọn vị trí và mình sẽ lưu cái game Total Warhammer lại. Mình sẽ lưu nó vào ổ đề đây. Sau đó mình sẽ lưu vào ổ game. Thế nào? Nó sẽ tự động tạo một cái funnel Total Warhammer 2 chúng ta. Sau đó mình ấn OK. Ở đây mình sẽ chọn thêm một phần đó là Don't Create a Start Menu Funnel. Sau đó mình ấn next. Ở đây nó sẽ tự động tích chọn vào tất cả những cái đây chúng ta. Thì các bạn cứ để mặc định nhá. Cái Nvidia Physics nhé thì vì mình xài cạc Nvidia thế nên nó có sẵn rồi cho nên nó không chọn vào thôi. Còn các bạn cứ thích chọn vào nhá, sau đó các bạn ấn install. Rồi bây giờ công việc ta đơn giản chỉ là đợi thôi, đợi khi nào nó chạy xong là được. Ở đây nó sẽ hiển thị khoảng mấy mấy phút này, thế nào. Thì mình sẽ tua qua cái đoạn này đi để đỡ tốn thời gian các bạn nhé. Rồi, sau khi cài xong thì các bạn ấn vào finish ở đây nhá. Sau đó chúng ta sẽ quay lại file game và chúng ta vào cái file Stepbank ở đây. Ở đây các bạn hãy copy cả ba cái file lại để xem nào. Sau đó thì các bạn quay lại file game Total Warhammer 2, dán nó ra thôi. Replay the file nhé. Ok, xong rồi đấy. Chúng ta đã hoàn thành cái việc đó là download, cài đặt các kiểu rồi. Bây giờ chúng ta có thể chơi game được rồi. Sau khi xong tất cả mọi bước thì bây giờ mình sẽ vào game cho các bạn coi một chút về cái tựa game Total Warhammer 2 này nhá. Mình sẽ chuột phải và open thế này. Ok, vào được rồi, con lành cành đào, không vấn đề gì cả. Trong quá trình cài đặt thì các bạn hãy nhớ tắt đi những cái phần mềm antivirus cũng như là tường lửa để tránh xảy ra những cái lỗi vớ vẩn phát sinh, được chưa nào? Và đừng quên, hãy mua game để ủng hộ nhà phát hành game. Còn nếu mà không có điều kiện hay là cái gặp một vấn đề gì đó thì các bạn hãy sử dụng bản crack thôi. Thế nào? Chúng ta, mình luôn ưu tiên đó là về cái phần nếu có điều kiện thì mình sẽ mua game để ủng hộ nhà phát hành để họ có thể phát triển game nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa. Đây rồi, game đang chạy rồi đây. CA, Sega là các hãng đã phát hành cái tựa game này. À, lại cái này à? Xem rồi, đầu game xem rồi. Bây giờ thì ấn option nhá. Ở đây mình sẽ đầu tiên sẽ vào phần đó là graphic. Vào đây. Mình sẽ thiết lập cấu hình recommend xem nào. À recommend nó chỉ cho 2 thôi. Thế thì mình sẽ để 2. Như vậy nó cái chế độ recommend đấy, các bạn ấn vào nó sẽ tự động hiệu chỉnh sao cho phù hợp nhất với cả cái máy tính của các bạn, thế nào? Còn các bạn nào thích thì các bạn có thể thử ở chế độ Ultra. Nhưng mà mình nghĩ là cái game cũng khá là nặng, cho nên là cũng khó mình máy mình có thể để Ultra được. Sau đó thì mình sẽ chọn phần Resolution. Resolution chính là cái phần cấu hình độ phân giải ấy. Thì mình sẽ chọn cái 1440x900. Đây chính là cái độ phân giải tối ưu nhất với cả cái màn hình của mình, chứ nào. Sau đó mình sẽ vào thêm phần Advanced ở đây. Thì mọi thứ nó setting theo cái phần recommend ở ngoài thôi, chứ nào, khá đơn giản. Mình sẽ không thay đổi gì nhiều, không thay đổi luôn. Sau đó mình sẽ ấn Benmax này các bạn ơi. Benmax này thì ở cái game gì đó mình đã từng giới thiệu với các bạn rồi. Đó là ví dụ như ở cái cấu hình 2 ấy thì mình sẽ ấn thử Benmax. Sau đó mình sẽ vào thử chế độ à? Campaign Benmax, mình sẽ vào thử campaign Benmax trước nhá. Để mình test xem với việc đó là mình setting 2 ấy, thì cái FPS mình có được sẽ là bao nhiêu. Đây là một chức năng khá là hay mà game Total War cung cấp cho chúng ta. Trước đó thì ở cái game gì mình cũng từng một lần test Benmax cho các bạn kiểu này rồi. Game gì nhỉ? Cái game gì mà chúng ta sẽ vào vai một thanh niên nào đó đi săn voi ma mút á. Mình quên sử tên rồi. Đó là gì nhỉ? À Far Cry đúng rồi. Far Cry Primal.
Đúng rồi, game đó trước đây mình đã giới thiệu với các bạn rồi. Nó cũng có cái chế độ test benchmark như thế này, khá là hay, khá là hấp dẫn. Trên các bạn có thể, nếu mà nào mà xem từng xem video về Far Cry của mình rồi thì các bạn có thể có lẽ các bạn cũng hiểu sơ qua một chút về cái chế độ benchmark này rồi. Hơi lâu thì phải các bạn nhờ. Time on the campaign map, E advance in turn. Click the end turn button to end the turn and move on move the game on. What the à. Đây là game đánh theo lượt mà. Trước đây thì game đánh theo lượt là còn có những game nào nhỉ? Tình đám trước đây nó phải có game nào nhỉ? Knight hay là Hero hay là gì đó. À, Hero đúng rồi. Trước đây có game tên là Hero, không biết các bạn có biết tên game đó không? Cái game này mình chơi hồi cấp 2, cấp 3 gì đó cơ. Nó khá là lâu, rất là lâu rồi. Nó cũng có cái kiểu đánh theo lượt như thế này. Và cái anh tướng của chúng ta di chuyển anh tướng đó ấy, thì chúng ta sẽ đi nhặt vàng, nhặt đồ các thứ, sau đó tích tiền các kiểu rồi đi mua lính, chiếm thành các kiểu. Nhưng mà chúng ta chỉ đi được trong những một khoảng giới hạn nhất định thôi. Và đi hết khoảng giới hạn nhất định đó thì chúng ta bắt buộc phải end turn để dành cái lượt đi tiếp theo dành cho đối phương. Sau đó thì chúng ta mới có thể thường là một ngày thì phải, một ngày đi ban ngày còn ban đêm thì nghỉ cho đội khác được đến lượt đi. Game đánh theo lượt mà. Cái này thì những bạn nào từng chơi những cái thể loại game đánh theo lượt thì các bạn có lẽ sẽ hiểu. Còn những bạn mà nếu mới chơi ấy, thì có lẽ sẽ hơi bơ ngỡ một chút. Trước đây mình từng chơi một cái game nó có tên là Hero rồi vậy. Nó cũng đánh theo lượt kiểu này. Đây rồi. Thời điểm hiện tại mình đang có FPS đó là 40 thôi đấy. Really? 42, 41 thôi. Không được cả 60 luôn. Cho dù chỉ là setting cấu hình 2. Nặng vậy sao? Lên 50 rồi. Có lên được 60 hay không? Lại tôi xuống 40 rồi. What the hell? Lý à, lên vừa lên 60 được một phát các bạn ơi. Đây lên rồi, FPS 70 rồi. Nhưng mà những khung cảnh to ấy, thì có lẽ là sẽ FPS sẽ bị tụt xuống. Đây đang tụt xuống này. Tụt nữa, ui còn tụt nữa. Năm mấy FPS thì có lẽ cái cấu hình 2 này cũng hơi ổn rồi. Vì FPS thì tối thiểu các bạn phải để nó trên 30 nhá. Không thì hình nó sẽ bị giật rất là khó chịu. Còn những bạn nào máy cao ấy, thì các bạn có thể yêu cầu FPS từ 60 trở lên. Còn những máy bạn nào mà có gear luôn đấy, gear loại xịn luôn đấy, PC có thể nói là PC chính hiệu luôn ạ, thì các bạn hãy yêu cầu cái FPS đó là từ 120 trở lên thế nào. Còn mình thì khá là toan cho nên là chỉ được khoảng tầm từ 4 mấy, sắp chỉ 4 mấy đến 7 mấy thôi. Rồi, đó là về phần test benchmark. Còn nếu mà các bạn ví dụ như là các bạn setting cấu hình máy các bạn tương tự máy mình và các bạn setting cấu hình 2 và các bạn thấy cái FPS cũng tương tự như mình luôn, chỉ 40-50 các bạn muốn nâng FPS lên nữa thì các bạn hãy ra ngoài và các bạn vào lại cái phần option graphic. Đây này, ở đây. Ở đây. Các bạn xuống thêm cái phần đó là medium hoặc là low nữa thì chắc chắn là cái phần FPS nó sẽ cao hơn nữa. Nhưng mà hình ảnh nó sẽ bị giảm chất lượng đi, được chưa nào? Mình sẽ vấn đề ở 2 như cũ. Sau đó thì đồng ý. Option ở đây nó còn gồm game setting rồi là credit, rồi brightness, cái này là ánh sáng này. Tương phản. Hình như brightness và gamma để nhầm rồi. Brightness ánh sáng nó phải ở bên trên này chứ. Còn cái tương phản nó phải ở dưới này chứ. Đây một chút nhầm nhẫn thôi. Sau đó thì recommend thì nó tự hiệu chỉnh. Thế nào. Bây giờ thêm phần nữa đó là gần phần game setting. Maker scale. Unit top left expand more there. Onway never disable. Default run, default group to look this, default core more than island coloring. Kể hiểu nó là gì các bạn ơi. Cái màu sắc của chúng ta. Có gì để default đi. Rồi kẻ sang nó, sang cái phần khác. Ở game control có cái gì. Ờ, game này khác với những tựa game trước đây mình từng chơi. Như là game Hero chẳng hạn, thì nó còn có cả phim nóng nữa. Có thể sử dụng phim nóng ở cái này. Universal rất nhiều nút đấy, ART các kiểu ấy. Campaign 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đấy. Control LST Battle Control B. Ồ, kinh đấy, chết đấy. Rất nhiều nút các bạn ơi. Đây có lẽ là một bảng nâng cấp tuyệt vời của cái dòng game thể loại đánh theo lượt. Rồi bây giờ mình sẽ vào thử campaign để chơi game cho các bạn coi nhé.
vào New Campaign. Và ở đây thì mình sẽ chọn một anh tướng nào đó, Tyrion. We can achieve much together. Đây là đây là anh Lord Paramundi. Một cóc. Một cóc. Ở đây sẽ là một con khủng long thời kỳ tiền sử à. Đó là Last Defender. Ơ. Một pet chất lượng đấy. Ở đây sẽ là Nagaros. Thanh niên này có lẽ là thuộc về đội quân quỷ. Uầy, con rắn năm đầu. Venomancer. Heed me or perish. Đây là Queen of Blessure. Cũng có lẽ là một đội quân thuộc lại quỷ luôn. Biểu diễn đi nào. Really? Thế thế? Really? Đây là Clanmore. Có lẽ đây là nhân vật được lấy ý tưởng từ một con chuột à? What the hell? Đây là clan Pestilence. Trông cũng khá là mất vệ sinh. Được rồi, mình sẽ chọn anh chàng đẹp trai bảnh mã này. Đây đây, mình sẽ start campaign ở đây. À, ở đây có cái difficult nữa là cái chế độ chơi các bạn. Thì mình luôn hứa... Thì mình luôn đó là... Muốn các bạn chơi ở chế độ đó là easy ở mọi game. Để các bạn có thể trải nghiệm cái game một cách tuyệt vời nhất. Thế nào, bây giờ mình ấn start campaign ở đây. Lại là cinematic. Tôi qua nào. Game này chúng ta sẽ cầm quân đi đánh theo lượt, xây dựng đội quân của chúng ta, sau đó chiếm các vùng đất, chiếm các lâu đài bằng việc đó là dẫn quân đi đánh nhau. Game này, ngồi chơi game này mà nghe nhạc MU thì khỏi chê luôn. Thế hệ 9x8x thì có lẽ các bạn cũng đã từng nghe qua cái huyền thoại MU đúng không nào? Một trong những cái thể loại game online, đúng rồi, nó là game online mà có lẽ ai cũng biết. Riêng cái thế hệ 9x của mình thì có lẽ ai cũng biết luôn. Nhạc rất là cảm xúc, chơi rất là đã. Cũng có cái thế giới fantasy kiểu như thế này, nó là có quỷ, có thiên đường, có địa ngục các kiểu. À, còn cái thể loại đánh trận như thế này ấy, thì mình cũng nhớ tới một bộ truyện tranh nữa, đó là bộ truyện tranh tên là Kingdom. Hay ở Việt Nam nó phát hành cái tên đó là Kingdom Vương Giả. Các bạn có thể, nếu như bạn nào mà là tín đồ truyện tranh thì các bạn có thể tìm lên mạng và tìm cái bộ truyện đó để đọc. Rất là hay. Cũng dẫn quân đi và cũng đánh nhau trên cái trận chiến. Cái game đó, à đâu, cái chuyện đó thì bối cảnh của nó đó là cái thời chiến quốc của Trung Quốc. Nhưng mà qua góc nhìn của một mangaka Nhật Bản. Hình như nó là manga rồi phải, không phải là manhua. Tạo khá là hay. Nhưng mà trong cái thế giới Totten War chúng ta chắc chắn là nó sẽ phong phú hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta còn có phép thuật, quái vật các kiểu nữa. Cho nên thế giới quan ở trong cái Totten War chắc chắn là sẽ rộng lớn hơn rất là nhiều so với cả cái Kingdom Vương Giả như là MU. Thế rồi, game đã chuẩn bị load xong rồi. Còn cái gì nữa? Còn một chút nữa nó load xong. Thế lâu rồi. Đây rồi, chạy hết rồi. Mà nó đứng luôn. À đây rồi. Fellow Azure, rally to my banner. Ulf One is under attack and the great vortex imperiled like never before. Đây sẽ là vùng đất của chúng ta. Chinh chiến. No doubt Malekith or his rất là rộng luôn. So với game Hero trước đây của mình thì phải nói là một trời một vực. Thực sự là như vậy. They come directly for the sea gates of Lofer. The seat of the Phoenix King must not fall. Ok, nó nhiều quá. Where am I? Đây rồi các bạn ơi. Cực kỳ rộng luôn, chứ phải rất rộng nữa. Sau đó chúng ta còn có những vùng đất xung quanh nữa các bạn. Occupied cities suggest that the Druki are on the hunt for ancient scrolls of. Nói nhiều anh ơi. Sao đi ra? Mission. Chúng ta có hai nhiệm vụ ở đây. Defend of Ulfon và Enchant Perfection. Champion of the Ever Queen. Đây là quân chúng ta đang có rồi. Đây chính là tướng này. Tyrion là người mình đã chọn đúng không ạ? Còn đây là quân này. Spearman. Achi là cung thủ.
xem đam là bao nhiêu. Oh, đi bán, mình đang xem cái lực đánh của nó là bao nhiêu mà. À đây, ở đây trên này chứ, quên mất. Armor 15, Leadership Speed, Melee Attack 16, Melee Defense, Weapon Strength, Ranger 180. Đấy từ xa. Được rồi, đi nào. Chúng ta có thể đi được tới tận đây luôn cả. Đi đến đây thì coi sẽ có gì trên đây không. Alariel guides me. Hello. Moving out. I will continue soon. Until next time. À, hết sức rồi. Bây giờ chúng ta phải end turn và dành cho người khác cái lượt này. Đúng vậy, đây, game, đây là đặc trưng của game đánh theo lượt. Chúng ta sẽ xem đối thủ. À đây, đối thủ chúng ta đây. À, sang chiến luôn nhỉ? Chiến luôn không các bạn? Servant of the king. Quân đó. Yolo. Mày hả bưởi, xem quân nó ủn, quân nó nhiều thế. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Thôi file luôn à, chiến luôn à. Không có gì phải ngại cả. Úi giời, lại còn loát nữa à. Ui. Xem nào, quân của nó nào. Đây là quân phép thuật à. Xem chỉ số nào. Bên mình có một con phượng hoàng và một con gì này. Trông khá là kỳ quặc. Hy vọng là mình sẽ thắng. Mỗi trước khi một trận đấu chúng ta diễn ra phải loát như thế này à. Có chịu nhỉ. Như vậy game này có lẽ là đòi hỏi một cấu hình máy khá là cao để có thể chơi mượt mà thoải mái. Nó vào combat không biết là nó sẽ lag như thế nào đây. Combat, combat, combat. Phang nhau nào. Thời điểm hiện tại thì nãy mình nhìn hình như là mình có hơn 100 lính đánh gần. Hơn 100 cung tên. Một con phượng hoàng và một cái xe. Đây có lẽ là cái xe pháo gì đó. Còn bên phía đối phương mình thấy khá là đông. Ăn game này ăn được không nhỉ? Ăn được đối phương đây. Đấy rồi. Đối phương ở bên kia rồi. Mình có một con phượng hoàng các bạn ơi. Đây là toàn bộ lính đánh gần của mình. Còn bên đây là của đối phương. Đối phương toàn bộ là lính nha các bạn ơi. Mình nghĩ phải có thuật sĩ gì đó. Đây là đội cung tên của đối phương à. Đội giáo này. Đội cận chiến này. Xem thử cái chỉ số của nó là bao nhiêu. Coi là chỉ số à. Căng với anh. Thôi start battle. Chiến luôn à. Kéo cái gì phải ngại cả. Chú thích thì anh chiều thôi. Be sure to position your troops accurately in battle. Tiến lên các đồng chí. Drag out your formations for best effect. Heir of Anarian. Tiến lên đây. Follow me, follow me. Tireless. Chúng ta sẽ đánh thẳng vào trung phong đối phương. Không có gì phải ngại cả. Đây. Quân luôn. Toàn bộ đội quân. Bắn tên, đúng rồi. Sợi. Chỉ cần thế thôi sao? Bắn không tới à? Really? Chiến đây, chiến đây. Bắn đây, bắn đây, bắn đây, bắn đây. Ấy, Phương Hoàng ơi, cẩn thận em lên đường sớm đấy. Phương Hoàng sẽ có mục tiêu đó là đam nó bao nhiêu nhỉ? Phương Hoàng đam nó bao nhiêu vậy? Xả lửa ra em ơi. Tiến lên các đồng chí. Cung cũng đang bắn rồi. Còn cái đội quân này của chúng ta đâu rồi? Lên đi, ngại gì nhở? Lên luôn. Tất cả tấn công à. Qua đây, không phải gì phải ngại cả. Đây là mình đánh khá là toang các bạn. Còn các bạn đánh thì các bạn phải chia quân cũng như là chia đội hình các kiểu ra. Cái như Phương Hoàng làm cái lin gì vậy? Vào chiến đi xem nào. Or
Really? Really? Đó tất cả những gì đồng chí Phương Hoàng có thể làm à? Bình tĩnh nói cho anh. Nói gì, nói gì, nói gì. Chiến đi nào. Bắn thẳng vào trung phong. Hậu quân đối phương. Bắn ngược lại bên đối phương đó. Đó, Phương Hoàng của anh rồi. Bắn cái lin gì vậy? Thôi bay về bọn anh gần đi đi. Tài vô dụng. Đấy, đúng rồi, đánh đi. Nên biết là cái quân của mình có lẽ cũng phải có một góc quay nào đó, góc cam nào đó cho cái kiểu này. Chứ nhìn thế này thì chả thấy sự hấp dẫn gì cả. Đây là một góc quay khác của chiến trường. Con Phương Hoàng này sao mới không đánh mà cứ làm cái gì. Đến đây chơi. Give them time to rest, even amidst the thickest of battles. Judah, Judah. Phương Hoàng gì nói đây? Ui, dí chết cho này đi. Giết tụi nó. Một con Phương Hoàng hơn một dí được bọn này tê vời. Ui rồi, đau đấy. Sợ chưa, sợ chưa. Sai sai kia nào. Mày à bưởi. Ui, chết. Đoàn xe đó nhỉ? Đây đoàn xe ở đây. Bắn thẳng vào đây anh. Láo liều à? Chuẩn rồi, bắn đi. Bắn ác trì nữa. À, mà nó quay lại này. Bắn vào đây. Chuẩn rồi. Còn đồ đánh cân thôi. Đánh công xem nào. Sao đứng đực hết ra vậy? Ác trì đâu? Bắn ngược vào đây. Lũ tụi bay, đông nữa lên cho anh. Chi đâu? À, còn đội quân, sắp xếp đội hình này này. Không bắn vào đây nữa, bắn vào đây cho anh. Khóa hết lũ áp chi đi. Quick bro, quick. Rồi, anh chi bắn ngược vào đây. Phương Hoàng bám theo và vệt lộ lòng. Gì đấy? Đi đâu vậy? Trường thật. Phương Hoàng gần tạch rồi. Phương Hoàng sẽ có trách nhiệm đó là truy sát cái thằng nào đó phải loại đang bỏ chạy. Bắn thẳng vào đây. Bắn vào đó, đúng rồi, bắn vào đây. Rồi, quân ta có vẻ đang đại thắng rồi. Ui. Archie ở đây thì sẽ bắn cái đám tàn quân này. Không dùng nó cơ hội chạy. Bắn đây. Không hoàng đâu. Lát hít cái đám tàn quân ở đây. Đấy à, giết chúng nó. Tốc độ chuột khá là chậm, rất là khó chịu. Không dùng nó cơ hội chạy. Dí nào. Phương Hoàng, chết nó. Chạy em. Chạy hộ anh gái. Chết nó, đúng rồi. Quẩy tưng bừng tụi nó lên. Không dùng nó chạy. Quẩy tưng bừng lên em. Dí. Xê. Đối đeo với anh à? Các chú không có tuổi. Nó vừa chạy vừa bắn, bố láo vậy. Mất dây rồi. Ôi giời, gà đắc chi này thì quýt thằng này anh. Quýt mình thằng này anh. Gớm rồi. Lao lưu thật.
Gì nó? Không cho thoát. Ôi, có lẽ là một round victory rồi. Cái đoạn này của mình bọn kia nó vẫn vừa chạy vừa bắn vẫn lọt. Chết mẹ với thằng Lý rồi, không bỏ đâu, bỏ đâu. Nó lại đuổi lính của mình rồi chứ. Ui ui, đàn lính của tôi, thôi bỏ chạy, Ôi, victory rồi, giết được tướng rồi. Hay quá các bạn ơi. Bắt nó, bắt đây nó. Mày chạy hoành cái. Nó kẹt lại ở giữa, Bính vào vu đó. Bắt nó. Không cho nó chạy. Mày chạy hoành cái, Đó, nó đi đâu vậy? Sao có thể chạy vậy? With me. Moving out. I going for. Remember, the gods are watching. Rồi, em bắt rồi. Một trận chiến như xịt vậy. Lạ xì gấu hết cả lên. Được rồi, thiệt hại, tính sơ qua thiệt hại là chúng ta có được 300 mạng. À đâu, Destroy 342 mạng. Mất 183 người. Thiệt hại khá là lớn. Sau một trận chiến mà. Rồi, nói chung đó là một chút về gameplay của cái tựa game đó là Total Warhammer Warhammer 2 thôi. Còn game như thế nào nữa thì mình có lẽ mình sẽ để các bạn tự chơi và tự trải nghiệm. Bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và crack cái tựa game Total Warhammer 2 này rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. À, một tin vui nữa cho các bạn đó là thời điểm hiện tại thì Call of Duty World War 2. Đây là series mới nhất của dòng game cái... Đúng rồi, series mới nhất của dòng game... Một cái phiên bản mới nhất của series game đó là Call of Duty. Vừa ra mắt, nửa ngày thì có crack luôn. Và mình đang download cái bản crack đó về rồi. Như các bạn thấy đây, mình đã download bằng torrent. Và 8 tiếng nữa là sẽ có game. Thì mình sẽ test thử cái bản crack này xem sao. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download và crack cái game Call of Duty của World War 2 này nhá. Và bây giờ thì mình đã hoàn thành cái video này rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.